Vị và các bạn thân mến, trong tuần vừa qua, giá vàng thế giới biến động mạnh trong từng phiên nhưng vẫn ghi nhận tuần tốt nhất trong 7 tuần. Theo đó, giá vàng trong nước cũng phục hồi trong tuần vừa qua. SJC ghi nhận tăng từ 100.000 cho tới 300.000 đồng trên lượng nhờ sự phục hồi của giá vàng thế giới. Xin được kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật cuối ngày hôm nay, ngày 14 tháng 3 năm 2021 được phát trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần tiếp theo là bảng giá vàng trong nước được cập nhật cuối ngày hôm nay, ngày 14 tháng 3 năm 2021 và sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, đầu tiên là một số thông tin của thị trường giá vàng thế giới. Giá vàng tại thị trường vàng thế giới trong tuần vừa qua đã tăng hơn 1%. Cụ thể, giá vàng đã giảm hơn 1% trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần xuống đáy 9 tháng vì đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục tăng, khiến các nhà đầu tư từ bỏ tài sản không sinh lời. Tuy nhiên, đồng USD và lợi suất suy yếu ngay trong phiên hôm sau đã kéo giá vàng tăng hơn 2%, xu hướng tăng giảm biến động liên tục trên thị trường vàng thế giới. Đồng bạc xanh và lợi suất trái phiếu của Mỹ là những yếu tố chính tác động tới xu hướng của giá vàng. Giá vàng nhờ đó ghi nhận tuần tốt nhất trong 7 tuần, tăng 1,4% trong tuần này. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã lên tới 1,642%, mức cao nhất trong hơn một năm qua, trong khi đà tăng của USD đã chững lại. Trong ngày thứ Năm, ngày 11 tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký dự luật kích thích trị giá 1.900 tỷ USD thành luật và cho biết ông đang nỗ lực để đưa nước Mỹ tiến gần hơn đến mức bình thường vào ngày 4 tháng 7. Chốt phiên giao dịch ngày thứ Sáu, ngày 12 tháng 3, giá vàng giao ngay đạt ngưỡng 1.727,9 USD trên một ounce. Theo Kitco, quý vị và các bạn thân mến, về mặt dự báo giá vàng cho tuần tới, tâm lý lạc quan có dấu hiệu quay trở lại với thị trường vàng. Cụ thể, theo Kitco News, tâm lý tiêu cực trên thị trường vàng đang có dấu hiệu lắng xuống khi giá vàng cuối tuần này giữ trên ngưỡng 1.700 USD trên một ounce. Cụ thể là theo Kitco News, tâm lý tiêu cực trên thị trường vàng đang có dấu hiệu lắng xuống khi giá cuối tuần này ở trên ngưỡng 1.700 USD trên ounce và giới đầu tư cho rằng kim loại quý này đang chạm đáy trong ngắn hạn. Tuần này, 16 nhà phân tích đã tham gia cuộc khảo sát trên phố Wall. Kết quả có 6 chuyên gia tương đương 38% dự đoán giá vàng đi lên trong tuần tới. Số người đưa ra quan điểm tiêu cực và trung lập đều chiếm 31%. Trong khi đó, cuộc khảo sát trực tuyến trên phố Main thu hút tới 1.611 nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia. Con số này cũng đánh dấu số lượng người tham gia khảo sát tại phố Main nhiều nhất trong một tháng qua. Cụ thể, có 1.003 người, tương đương 62% tỏ ra lạc quan về giá vàng thế giới, 364 người, tương đương 23% có ý kiến ngược lại và 244 người, tương đương 15% thì cho rằng giá vàng bình ổn. Kết thúc tuần, giá vàng giao tháng 4 đạt 1.716,8 USD trên ounce, đã tăng 1% so với cuối tuần trước. Sau đây là một số ý kiến của các chuyên gia về giá vàng trong tuần tới. Theo kế hoạch, người dân Mỹ sẽ nhận được khoản hỗ trợ là 1.400 USD trước cuối tháng này sau khi Quốc hội và Tổng thống Joe Biden thông qua gói kích thích trị giá 1.900 tỷ USD, nhà phân tích cho rằng khoản chi kích thích tài khoá mới nhất của chính phủ Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ lâu dài cho kim loại quý. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư lưu ý rằng đạo luật viện trợ mới nhất sẽ thúc đẩy kỳ vọng tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ thị trường, cổ phiếu và lợi suất trái phiếu cao hơn khiến vàng gặp trở ngại. Ông Kevin Grady, giám đốc của Phoenix Future and Option LLC tỏ ra thất vọng khi vàng không tăng cao hơn sau khi dự luật kích thích tài khoá của Mỹ được thông qua. Ông Grady là một trong những người có quan điểm trung lập về giá kim loại quý vào tuần tới, khi cho rằng các nhà giao dịch vàng không nên mua hoặc bán khi thanh khoản đang tăng lên. Ông Ariande, giám đốc của Ariande Asset Management phân tích giá vàng thế giới đang ở mức thấp theo chu kỳ và kim loại quý này có thể sẽ tiếp tục giảm trước khi thay đổi xu hướng để đi lên. Mặc dù vậy, theo ông đây cho biết, giá vàng khó có thể giảm sâu khi đang có quá nhiều thanh khoản được đưa vào thị trường tài chính. Còn theo ông Corin Szynski, giám đốc bộ phận chiến lược hàng hóa tại SIA Wealth Management, lại cho rằng vàng sẽ khó tìm được chỗ đứng khi ngày càng có nhiều kỳ vọng về viễn cảnh nền kinh tế của nước Mỹ sẽ phục hồi nhanh hơn dự kiến sau đại dịch COVID-19. Ông Szynski nhận định, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có thể cố gắng giảm lạm phát và tác động đến việc tăng tỷ giá USD, nhưng nhiều khả năng sẽ không can thiệp quá mạnh. Chứng kiến xu hướng bán tháo trên thị trường vàng, một số chuyên gia kinh tế dự đoán giá vàng sẽ đảo chiều. Theo ông Adam Button, giám đốc chiến lược tiền tệ tại Forex Line, việc giá vàng thực tế có thể giữ quanh ngưỡng hỗ trợ 1.680 là một tín hiệu cho thấy kim loại quý này sẽ tăng giá, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang học cách sống chung với môi trường lãi suất cao. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một số thông tin của thị trường giá vàng trên thế giới. Thế còn giá vàng tại thị trường vàng trong nước diễn biến ra sao? Sau đây, kính mời quý vị và các bạn cùng bước sang một số thông tin của thị trường vàng trong nước.
giá vàng tại thị trường vàng trong nước diễn biến trong tuần vừa qua, ghi nhận một tuần đầy biến động dưới ảnh hưởng của giá vàng thế giới. Cụ thể như sau, trong phiên giao dịch đầu tuần, giá vàng SJC tăng khoảng 150.000 cho tới 200.000 đồng trên lượng tại hầu hết các cửa hàng được khảo sát. Trong đó, giá vàng tại Doji được điều chỉnh tăng nhiều nhất 200.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua và bán. Tuy nhiên, giá quay đầu giảm ngay trong phiên hôm sau, giảm 120.000 cho tới 250.000 đồng trên lượng, với giá vàng tại Doji và Phú Quý giảm nhiều nhất là 250.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra. Xu hướng tăng giảm luân phiên duy trì cho tới hết tuần, vàng SJC tăng 50.000 cho tới 250.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua và bán trong phiên giao dịch cuối tuần. Mặc dù vậy, giá vàng trong nước vẫn ghi nhận một tuần tăng, với vàng SJC tăng khoảng từ 100 cho tới 300.000 đồng trên lượng so với cuối tuần trước. Hiện tại, giá trần mua vào của vàng SJC đạt mức 55,35 triệu đồng trên lượng và giá trần bán ra là 55,87 triệu đồng trên mỗi lượng. Giá các loại vàng nữ trang khác cũng biến động theo xu hướng của thị trường. Thể là sau những phiên tăng giảm luân phiên, giá vàng 24K tăng 250.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua và bán, vàng Tây 18K tăng 190.000 đồng trên lượng, vàng 14K tăng 150.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra ở phiên cuối tuần này. Quý vị và các bạn thân mến, phần cuối của bản tin là bảng giá vàng trong nước được cập nhật cuối ngày hôm nay ngày 14 tháng 3 năm 2021. Cũng là bảng giá vàng cuối cùng của tuần này, để cho những ai chưa xem những bản tin trước đó được biết và tham khảo. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho tới 10 lượng, chiều mua vào là 5.535.000, bán ra 5.585.000, SJC Hà Nội chiều mua vào là 5.535.000, bán ra 5.587.000, Doji Hồ Chí Minh chiều mua vào là 5.530.000, bán ra 5.580.000, Doji Hà Nội chiều mua vào là 5.530.000, bán ra 5.580.000, Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội chiều mua vào là 5.530.000, bán ra 5.580.000, Phú Quý SJC chiều mua vào là 5.537.000, bán ra 5.577.000, Mi Hồng mua vào 5.547.000, bán ra 5.567.000. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Đầu tiên là ngân hàng Eximbank chiều mua vào là 5.520.000, bán ra 5.545.000. Ngân hàng ACB chiều mua vào là 5.530.000, bán ra 5.580.000. Ngân hàng Sacombank chiều vào là 5.438.000, bán ra 5.458.000. Một số giá vàng còn lại quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng SJC tại các tỉnh thành phố. Đầu tiên là SJC Đà Nẵng chiều vào là 5.535.000, bán ra 5.587.000. SJC Nha Trang chiều vào là 5.535.000, bán ra 5.587.000. SJC Cà Mau chiều vào là 5.535.000, bán ra 5.587.000. SJC Bình Phước chiều vào là 5.533.000, bán ra 5.587.000. SJC Huế chiều mua vào là 5.532.000, bán ra 5.588.000. SJC Biên Hòa chiều mua vào là 5.535.000, bán ra 5.585.000. SJC tại khu vực miền Tây chiều mua vào là 5.535.000, bán ra 5.585.000. SJC Quảng Ngãi chiều mua vào là 5.535.000, bán ra 5.585.000. SJC Long Xuyên chiều mua vào là 5.537.000, bán ra 5.590.000. Tiếp theo là giá vàng bộ số 9 và vàng nữ trang SJC. Đầu tiên là nhận bộ số 9 từ 1 cho tới 5 chỉ, chiều mua vào là 5.160.000, bán ra 5.220.000. Vàng bộ số 9 chiều mua vào là 5.120.000, bán ra 5.190.000. Vàng 24K chiều mua vào là 5.038.6 nghìn, bán ra 5.138.6 nghìn. Vàng 18K mua vào là 3.707.9 nghìn, bán ra 3.907.9 nghìn. Vàng 14K mua vào là 2.841.1 nghìn, bán ra 3.041.1 nghìn. Vàng 10K mua vào là 1.979.4 nghìn, bán ra 2.179.4 nghìn. Một số giá vàng còn lại quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Quý vị và các bạn thân mến, mọi thông tin giá vàng trong nước cũng như trên thế giới sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tiếp theo. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.